Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 4 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Hiệp hội Phong thủy. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của quý gia chủ. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh thiên hà thủy. Tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng yêu mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng, nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những việc nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất coi trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc tiêu cực. Ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác đối với người khác. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải nhờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc và bền lâu. Ngoài ra, về mặt vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển về các phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì cũng chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em, bạn bè. Nếu có thể tìm người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Quý Dương Thủy gặp Mùi âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn, nếu không sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ tuổi Đinh Mùi nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo, để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống.
Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi sự nghiệp tháng 4 âm lịch, bản mệnh sẽ trở nên khá nóng nảy, cảm xúc gây xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bản mệnh dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công việc. Bản mệnh lại là người không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Cho nên bản mệnh luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, bản mệnh nên hết sức thận trọng, cho dù có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ ở xung quanh. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng tư âm lịch, thì quý gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng, chăn lọc những tinh hoa, truyền khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi cho thấy, tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Đinh Mùi trong tháng 4. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng bản mệnh vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bản mệnh những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng do tính cả nể, hào phóng của mình, nên bản mệnh đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Cho nên, bản mệnh cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Ngoài ra, trong thời gian này, những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn đối với những người làm ăn buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp mài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Cảm xúc của những người tuổi Đinh Mùi lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng tới ít nhiều. Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình, tuy không dành thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Cho nên bản mệnh hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai. Để giữ gìn hòa khí, ngoài ra trong tháng này, gia đình bản mệnh sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi sẽ gặp những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên. Chính vì vậy, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hội, mão, mùi. Vật phẩm được sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967, tử vi tháng này khuyên bản mệnh nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi của bản mệnh đã không còn trẻ, đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của chính bản thân. Cho nên bản mệnh cần chắc chắn ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi bản mệnh cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Mùi cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, chúng tôi xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Đinh Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra.
Tháng 4 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, kết thúc ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 dương lịch đến ngày 6 tháng 7, đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu, Vận Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021. Từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 4 tới ngày 29 tháng 5. Dương lịch có nạp giáp là Đinh Sửu, nạp âm là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón nhận những thông tin. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên đường tình yêu và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Họ có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có những công việc ổn định. Thứ nhất, ngày 11 tháng 4 tới ngày 22 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bạc Thổ. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 4 tới ngày 3 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Ngày hôm nay, ngoài việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức phong thủy chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.